Hello mọi người, đây là con cảm biến quang nè. Cảm biến quang này là cảm biến quang thuộc phát chung. Loại này thì nó siêu bự luôn à. Con này thì nhờ bự nên nó có thể nhận vật trong vòng là 5 mét. Thuộc phát chung luôn nha, 5 mét. Giờ thử cái tần số đóng cắt của nó nè. Nó có thể đáp ứng được 50 hạt. Rồi bây giờ mình thử cái khoảng cách trước này, khoảng cách thì ở đây có một viên gạch là 60 này. Một viên nè, hai viên nè, ba viên nè, bốn viên nè, năm viên nè, sáu, 36, 7 viên, 4 mét, 4m2 thì đây cảm biến 4m2 nè. Đó, đây là lấy cái gối này. Cái gối này thì nó nhỏ thôi. Đó, trong vòng 4m2 có thể chạy được. Còn nếu mà mình muốn lên 5m á thì cái vật nó phải đủ lớn và đủ độ tương phản cao thì nó mới lên 5m được. Thì ở đây mình thử là tầm 4m2 thì mọi người có thể sử dụng được rồi. Còn muốn mà thử 5m thì lấy cái vật lớn hơn. Thường cái này thì nó báo mấy chiếc xe đi ngang quay lại, nhưng mà nghĩ là 4 mét trở lại thì dư sử dụng rồi. Đó, đây là sử dụng ở 4m2. Thì muốn thử 5 mét thì phải dùng vật lớn hơn, tương phản cao hơn. Rồi, con này thì thu phát chung, nó sử dụng ánh sáng hồng ngoại. Trên này thì nó có đèn báo, đèn báo trạng thái nè. À, phía sau nó thì nó có cái vít chỉnh để điều chỉnh cái khoảng cách, thì nó có thể chỉnh từ thấp nhất là 0 tới 70 cm thì nó chỉnh gần lại, còn xa thì 0 tới 5 mét. Thì con này thì nó có nguồn cấp là 24V, ngõ ra của nó là ngõ ra relay, thì mình có thể sử dụng NDN BNB tự, thì relay là dễ nhất rồi. Rồi, cảm ơn mọi người.